Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Mẫu Xanh Lâm Tài Thạnh, Chiến Trường Xưa, Một Thời Để Nhớ. Một buổi sáng chủ nhật, mới 5 giờ sáng mà điện thoại reo vang, làm ca đêm về, mới vừa thiếp đi mà bị điện thoại quấy rầy, tôi hơi bực mình nhấc máy. Alo, ai đó, có việc gì mà gọi giờ này? Em đây ông thầy, em là Sơn tiếp liệu đại đội 1 của ông thầy đây. Nghe người gọi là Hạ Sĩ Sơn, tiếp liệu đại đội 1 ngày xưa, tôi tỉnh ngủ ngay. Thầy trò cùng nhau nhắc lại chuyện xưa miên man. Bao khuôn mặt xưa cũ hiện ra như đang cùng đồng đội hành quân vào Đức Cơ, qua Đắc Tô tiến ra Cồn Tiên, cầu Bến Hải, Đông Hà, Khe Xanh, ngược về lại Pleiku, Kon Tum, Chêu Reo, Phố Bổn, Đắc Súc, tới Tam Quan, Bồng Sơn, Ba Gia, Mộ Đức, vân vân. Sau khi dứt điện thoại với Sơn, tôi ngồi viết chuyện buồn vui về đại đội 1 tiểu đoàn 2 Tru Điên, thủy quân lục chiến 1964-1972. Ngày 23 tháng 10 năm 1964, trên 1.000 sinh viên sĩ quan khóa 17 trường Bộ binh Thủ Đức làm lễ mãn khóa với cấp bậc chuẩn úy. Trong buổi lễ mãn khóa có biểu diễn của không quân, nhưng chẳng may trục trặc kỹ thuật, một phi cơ rơi và phi công tử nạn. Sự việc đáng tiếc này làm không khí buổi lễ mất vui, u ám với những dị đoan bi quan về tương lai cho toàn thể tân sĩ quan khóa 17 Thủ Đức. Tại hội trường rộng lớn, các tân sĩ quan tập họp để lựa chọn đơn vị gồm các sư đoàn bộ binh, biệt động quân, nhảy dù, thủy quân lục chiến. Chưa bao giờ không khí quân trường lại vui và náo nhiệt như thế, nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Đó là giờ phút lựa chọn đơn vị, mong sao lựa được đơn vị mình hằng mong ước, dù sau này khi ra đụng thực tế ngoài chiến trường thì chưa biết sẽ ra sao ngày sau. Khi ban tuyển mộ thủy quân lục chiến tuyên bố tân sĩ quan nào tình nguyện về phục vụ binh chủng thủy quân lục chiến, thì cả hội trường ồn ào chuyển động như bầy ong vỡ tổ, chen chúc xô đẩy chạy về khu vực dành riêng cho thủy quân lục chiến để được ưu tiên chọn. Số lượng quá đông, có thể gần 200 tân sĩ quan, trong khi nhu cầu tuyển mộ chỉ cần có 37, cung nhiều hơn cầu, nên hai ông sĩ quan tuyển mộ bèn đi đường kén chọn, lựa người cao to, không cần trắng trẻo đẹp trai nhưng vẻ mặt phải ngầu. Thế là tôi trúng tuyển, giành được một vé trong số 37 vé VIP này. Có những anh bị loại bèn mỉa mai những người được chọn. Cao to thì dễ dính đạn chứ báo gì. Thất vọng không được mặc bộ rằng ri thì nói vậy để tự an ủi thôi, chứ ai cũng thừa biết rằng súng AK không có mắt, kẻ cầm AK không có tim. Đàn bà trẻ em thường dân vô tội mà chúng còn phơ thì đâu có phân biệt nhỏ to, đâu cần lựa chọn người cao thấp xấu đẹp, mà lại là người đi tìm chúng mà diệt. Sau 2 tuần nghỉ phép mãn khóa, chúng tôi về trình diện Bộ Chỉ huy Thủy quân Lục chiến tại trại Cửu Long Thị Nghè. Đại úy Nguyễn Ngọc Vinh hướng dẫn chúng tôi vào trình diện tư lệnh. Đại tá Lê Nguyên Khang, ông hiểu thị về danh dự và trách nhiệm của quân nhân Thủy quân Lục chiến, chúc mọi người thành công trên đường binh nghiệp. Sau đó chúng tôi được phân chia về các tiểu đoàn 1, 2, 3, 4 và 5. Tiểu đoàn 5 đang trong giai đoạn thành lập. Trưa ngày 10 tháng 11 năm 1964, 5 chuẩn úy chúng tôi gồm Ninh, Nhẫn, Hân, Dũng và Thạnh trình diện Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 2 Thủy quân Lục chiến tại Tam Hà, trong căn nhà lầu 2 tầng xây theo kiểu Pháp, nằm chơ vơ giữa những mảnh ruộng trồng rau muống. Thiếu úy Nguyễn Văn Diễn và Trung sĩ Phiên, binh nhất tiểu đoàn, hướng dẫn chúng tôi đến trình diện thiếu tá tiểu đoàn trưởng Hoàng Tích Thông. Sau khi ông chỉ thị một vài điều cần thiết, chúng tôi được phân phối về các đại đội. Lâm Tài Thạnh về đại đội chỉ huy của Trung úy Khái và làm phụ tá ban ba cho thiếu úy Đặng Bá Sơ, một niên trưởng khóa 12 Thủ Đức. 2 tuần sau, tiểu đoàn nhận lệnh tăng phái cho sư đoàn 22 bộ binh để hành quân vào thung lũng An Lão, Bồng Sơn, Quy Nhơn. Trong lúc chuẩn bị lên đường thì bất ngờ một tai nạn xảy đến với thiếu úy Sơ.
Ông được chở ngay đi bệnh viện cấp cứu nhưng không may, ông đã từ trần. Thế là tôi trở thành trưởng ban ba bất đắc dĩ. Nhưng nhờ sự chỉ bảo của tiểu đoàn trưởng và được các hạ sĩ quan giàu kinh nghiệm giúp, nên mọi việc cũng ổn. Cuộc hành quân vào thung lũng An Lão không đụng lớn nên tôi không gặp rắc rối. Nhưng sau cuộc hành quân này, nhận thấy không thích hợp với tham mưu, tôi xin ra đơn vị tác chiến và được chấp thuận. Đơn vị đầu đời binh nghiệp mà tôi cầm súng chiến đấu là đại đội 1 tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến. Đại đội trưởng là Trung úy Phạm Nhã, đại đội phó là Thiếu úy Phạm Dương Đạt, khóa 17 võ bị, và anh là sư phụ đầu đời binh nghiệp của tôi. Trận chiến đầu đời thực sự xảy ra là đêm 8 tháng 4 năm 1965, tại ấp Phụng Dư, xã Tam Quan, quận Bồng Sơn. Đã 45 năm rồi mà tôi còn như nghe tiếng gọi của binh nhất Lâm Khâm, phụ xạ thủ Đại Liên 30. Thiếu úy, lấy cho em thùng đạn và kiếm nước giải nhiệt cho gà cầu. Gà cầu là cây Đại Liên 30, bắn nhiều quá. Nòng súng nóng đỏ lên phải đổ nước nòng súng để cho nguội bớt thì đạn đi mới chính xác. Tiếng Việt lơ lớ giọng miên của Lâm Khâm bị mất hút trong tiếng nổ xé gió của AK của Thượng Liên Đông Đức. Súng cối 82 ly của Việt Cộng đang tấn công vào vị trí đại đội 1 và bộ chỉ huy tiểu đoàn. Không thấy xạ thủ Đại Liên đâu, tôi hét lên hỏi Lâm Khâm. Hạ sĩ mến xạ thủ đâu? Nó bị thương đang nằm trong góc giáo thông hào kia kìa ông thầy. Nhớ bắn từng chập 3 viên một, khoảng 15 viên thì di chuyển vị trí. Tao chạy đi lấy đạn và nước rồi sẽ trở lại ngay. Nhận rõ thiếu úy. Ở đơn vị anh em quen gọi thiếu úy thay vì chuẩn úy. Ấp Phụng Dư là một ấp nhỏ, lèo tèo vài căn nhà lá nằm dưới các hàng dừa cao vút. Nhận thấy địa thế không thuận lợi cho việc phòng thủ, nên đại đội 1 đã cố gắng đào giao thông hào làm tuyến phòng thủ. Nửa đêm về sáng, Việt Cộng tấn công với tiền pháo hậu sung. Cối 61, 82 ly, xung phong với AK, B40, B41, những loại vũ khí mới đem sử dụng ở chiến trường miền Nam, trong khi quân ta còn dùng Garand M1, Trung Liên 3, Đại Liên 30, SKZ-57, cối 60, 81. Từng đợt xung phong liều chết của bọn thiêu thân Trung đoàn 2 Sư đoàn 3 Sao Vàng vào vị trí phòng thủ của đại đội 1. Có những lúc phòng tuyến đại đội tưởng như muốn bị chọc thủng, nhưng nhờ ý chí chiến đấu dũng cảm, linh hoạt trong giao thông hào, nên đại đội 1 đã cầm cự sau hơn 5 giờ, đồng thời nhờ các đại đội 2, 3, 4 tiếp viện, nên địch đành phải rút lui khi trời sắp sáng. Tiểu đoàn 2 đã chiến thắng vô cùng xuất sắc, bắt sống 10 tên, thu hơn 100 vũ khí cộng đồng và cá nhân, hơn 150 xác địch bị bỏ lại. Đây là trận chiến thử lửa gây cấn đầu đời binh nghiệp của tôi. Tôi được ân thưởng anh dũng bội tinh với ngôi sao bạc. Nhưng điều quý giá hơn là tôi học hỏi được nơi Trung úy Phạm Dương Đạt, kinh nghiệm thực tế tại chiến trường. Kinh nghiệm được đổi bằng máu và nước mắt. Nhờ vậy mà sau này tôi có được những đường lối hành động hợp tình hợp lý khi chỉ huy. Cảm ơn niên trưởng Đạt. Sau trận Phụng Dư, tiểu đoàn 2 có một thay đổi nhỏ là Trung úy Nguyễn Xuân Phúc coi đại đội 4 thay cho đại úy Ngô Văn Định. Ông được thuyên chuyển giữ chức vụ cao hơn. Riêng đại đội 1 thì có thêm chuẩn úy Nguyễn Xuân Quang, khóa 19 Thủ Đức. Tôi được lệnh bàn giao trung đội súng nặng cho Quang để thay thế anh Đạt coi trung đội 3. 4 tháng sau, ngày 9 tháng 8 năm 65, chiến đoàn A thủy quân lục chiến dưới quyền điều khiển của Trung tá chiến đoàn trưởng Nguyễn Thành Yên, gồm các tiểu đoàn 2 và 5 thủy quân lục chiến cùng với thiết giáp biệt động quân, tham dự cuộc hành quân giải tỏa địch đang bao vây trại lực lượng đặc biệt Đức Cơ. Khoảng 2 giờ chiều, khi tiểu đoàn biệt động quân Tùng Thiết vừa qua khỏi ngã ba Lệ Thanh, thì bị Việt Cộng chặn viện tấn công. Hai chiến xa đi đầu bị B-40 bốc cháy, biệt động quân phải cận chiến với Việt Cộng và bị thiệt hại nặng. Đại đội 1 tiểu đoàn 2 được lệnh tiếp viện cho biệt động quân. Trung đội tôi được lệnh tiến chiếm và bảo vệ vị trí nơi thiết giáp và biệt động quân vừa đụng để đơn vị bạn đến di tản những quân nhân bị tử thương. Mặt trời ngã dần về dãy núi phía Tây, nắng chiều lẫn với khói bom đạn tạo thành một màu vàng húa, nhuộm cả một vùng đồi núi đang ầm ĩ tiếng bom. Đạn 105 ly xé gió vút qua đầu,
hỗn chiến đang còn tiếp diễn quanh đây. Cầm bịch gạo sấy vừa đổ nước lạnh, trộn thêm hộp thịt ba lát, vốn dĩ đã không hấp dẫn lại càng khó nuốt. Khi quanh tôi, những tử thi địch và ta không nguyên vẹn nằm bên nhau đủ kiểu. Vừa mới vài phút trước đây, họ còn là đối thủ không đội trời chung. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng nổ, họ nằm bất động bên nhau, không còn hận thù. Rip, chừng nào tới phiên tôi đây, đoạn đường ai có qua cầu mới hay, hay rồi thì không biết gì nữa, chỉ còn cha mẹ vợ con biết đã mất một người thân yêu. Lúc 1 giờ sáng, Việt Cộng lại tấn công dữ dội vào tuyến phòng thủ của tiểu đoàn 2, nặng nhất là tuyến đại đội 4, có chi đội thiết vận xa tăng cường. Một số tử thương trong đó có thiếu quý Khôi và chuẩn quý Sinh. Riêng tôi lại may mắn hơn, vừa khi rời vị trí khẩu 57 ly để điều động tiểu đội bên cạnh, thì té sấp vì tiếng nổ B-40, quay lại nhìn qua khói bụi mịt mù, cũng đủ nhận ra hạ sĩ Lâu, khẩu đội trưởng 57, nằm bất động không toàn thây, còn bên nhất Điền và bên nhì Hạnh thì đang lăn lộn rên la. Tôi được anh Dũng bội tên ngôi sao vàng sau trận Đức Cơ, chỉ trong một thời gian ngắn. Một chuẩn úy vừa nhập cuộc chiến đã có một bạc một vàng, thì đủ hiểu tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến vất vả vì có số sát cộng như thế nào. Nhưng đã chọn đúng đường đi, tương lai không xanh cỏ thì đỏ ngực. Đỏ ngực vì máu hay vì chiến thương bội tinh cũng thế thôi, đường ta cứ đi. Tiểu đoàn 2 tiếp tục được tăng phái cho quân khu 2, nhất là cho biệt khu 24. Chiến trường luôn sôi động quanh hai tỉnh Pleiku và Kon Tum, những địa danh khó nuốt với trận chiến ác liệt đẫm máu khó quên như Đắc Tô, Đắc Xúc, Cheo Reo, Tân Cảnh, Đèo Mang Giang, Chu Pao. Quân Cộng sản Bắc Việt luôn ẩn hiện trong vùng rừng núi ngút ngàn, mây mù bao phủ, gió hú ngày qua ngày. Địa thế và thời tiết luôn gây khó khăn cho quân ta về tiếp tế và phi pháo, nhưng lại là đồng minh của quân Bắc Việt. Thời gian tham dự hành quân ở quân khu 2 là những thử thách đáng nhớ cho các trung đội trưởng. Đây thực sự mới là trường học về địa hình địa vật, liên quan trực tiếp đến mạng sống đồng đội. Rừng núi chập trùng, đồi cao nhấp nhô, các trung đội trưởng là những người định điểm đứng đầu tiên, sai một ly đi một dặm, có khi phải trả giá bằng máu và nước mắt, chứ không à ơi, như khi học ở quân trường. Cũng may là có các đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng dày dặn kinh nghiệm, hướng dẫn, chỉ bảo sau mỗi lần chấm tọa độ sai, cảm ơn cấp thử tài dạy dỗ của các ông thầy. Cuộc hành quân giải tỏa quận lỵ Đắc Tô chấm dứt, quân Cộng sản Bắc Việt rút về bên kia biên giới Việt-Lào, lợi dụng thời gian dừng quân để tái trang bị và nhận tiếp tế. Anh em chúng tôi có những buổi vui chơi vội vã nơi phố núi sương mù, phố núi cao, phố núi đầy sương, nhưng thiếu bóng đàn bà, để rồi lại vội vã lên đường vào rừng núi, vào nơi gió cát, vùng Bồng Sơn, Tam Quan, An Lão, Ba Gia, Mộ Đức, Nghĩa Hành, núi Thiên Ấn, sông Trà Khúc, đầm Trà Hô, vân vân. Nhiệm vụ vẫn thế, súng đạn lên vai, cơm vắt một ngày, một tuần gạo sấy, cấp chỉ huy lần lượt thay đổi, đại đội trưởng Phạm Nhã trao đại đội 1 lại cho trung úy Phạm Dương Đạt, rồi anh Đạt truyền ngôi lại cho bạn đồng khóa 17 võ bị là anh Trần Kim Hoàng. Tôi nói truyền ngôi cũng không quá đáng lắm đâu. Ở thủy quân lục chiến với đất chật cao thủ đông, thì cái mộng được làm vua đại đội đối với những quan chuẩn như chúng tôi thật xa vời. Những cây đại tùng vẫn còn hiên ngang trước gió bão. Trong lúc đại đội đang hành quân biệt lập cách tiểu đoàn chừng 5 cây số và đang phòng thủ chu vi trong một xóm nhỏ thuộc xã Tam Quan, thì một hôm chúng tôi theo dõi và bắt được một thiếu nữ trong một căn nhà giáp tuyến, đóng quân của trung đội 14 và trung đội 16. Cô này khai đã chuyển hồ sơ vị trí đóng quân của đại đội 1 ra ngoài cho du kích địa phương. Nên nhớ, dân vùng Tam Quan thời đó đa số có thân nhân nhảy núi, tức theo Việt Cộng, và sử dụng mỹ nhân kế để thâu thập tin tức, hoặc dụ anh nào thích ngọt ra sao đẩy thịt. Chúng tôi báo sự việc này lên đại đội trưởng, anh Trần Kim Hoàng cho lệnh các trung đội kiểm soát lại vũ khí và vị trí phòng thủ, tăng cường gài mền bẫy tối đa, đặt các toán tiền đồn, mật khẩu, mật hiệu.
thay đổi ngay và chỉ phổ biến khi các toán tiền đồn xuất phát. Mọi quân nhân ngủ ngay tại giao thông Hào trên tuyến phòng thủ. Các trung đội trưởng gồm thiếu úy Trung Văn Nghiêm, chuẩn úy Lâm Tài Thạnh, Lâm Văn Xuân, Nguyễn Xuân Quang phải thường xuyên kiểm soát. Với một mớ kinh nghiệm không nhiều nhưng chúng tôi đã quá quen và thuần thục về cuộc tấn công và phòng thủ. Tuy tình hình khá nguy hiểm nhưng tinh thần chúng tôi không căng thẳng. Đáng lẽ ra là phải thay đổi vị trí đóng quân ngay, nhưng anh Hoàng và các trung đội trưởng chúng tôi chọn giải pháp phòng thủ tấn công địch khi chúng tự mò về nạp mạng, thay vì mỗi ngày cứ đi tìm và lùng sục khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng các anh đâu. Hiệu thính viên Nguyễn Văn Nở vừa gọi tôi chưa kịp nói gì thì trung đội phó là trung sĩ nhất Nguyễn Văn Cương chạy theo giao thông Hào đánh báo cho tôi biết toán tiền đồn đã rút về an toàn và báo việc cận kéo về đông lắm. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đúng 2 giờ 30 đêm, không chậm trễ. Tôi báo ngay tình hình lên anh Hoàng và cho các trung đội khác biết tất cả đã sẵn sàng trên tuyến, sẵn sàng mở khóa an toàn. Vẫn thối tiền pháo hậu sung. Sau vài đợt ực ục, tiếng cối 61 pháo kích là tới tiếng B-40, B-41, Thượng Liên, Đông Đức và AK. Đó là lúc chúng bắt đầu tấn công, những trái B-40, B-41 trúng thân các cây dừa trước tuyến nghe chói tai. Lính tác chiến chuyên nghiệp hẳn hiểu rõ phải làm gì. Ban ngày tìm hoài không thấy, nay ban đêm chúng dẫn xác về nạp mạng. Bãi lựu đạn gầy trong khu nghĩa trang trước tuyến trung đội 16 của tôi liên tục nổ chát chúa, cây trung liên ba của binh nhất Phạm Cư cứ theo nhịp bao viên một từng chập, lại thêm hỏa lực yểm trợ cận tuyến của pháo đội Đại Bác 75 ly, đóng trên đồi 10, nên việc cộng đành bỏ xác đồng đội lại để rút lui vào lúc gần sáng. Tính ra hai bên súng nổ kéo dài chừng 3 giờ đồng hồ, hậu quả là cháu ngoan Bác Hồ bỏ lại 20 xác tại bãi lựu đạn trong khu nghĩa trang. Trước mặt xạ thủ Trung Liên 3 cố Phạm Cư là 7 chú, tổng cộng trên toàn tuyến của đại đội 1 đếm được 45 xác và 30 vũ khí đủ loại. Nghĩa tử là nghĩa tận, đại đội trưởng Trần Kim Hoàng mỉm cười vuốt sợi râu mọc dài từ nốt ruồi dưới càm và ra lệnh. Thu gom xác địch vào sân đá banh kế bên trường học rồi xin xe ủi đất đào hố chôn 45 đồng chí, sao cho mồ yên nhưng mà thì không đẹp. Theo đúng bài bản, khi vị trí bị lộ là phải di chuyển ngay, nhưng anh Hoàng và chúng tôi quyết định thử lửa, chơi trò gậy ông đập lưng ông, nên mới tóm gọn 45 chú, còn chúng mang đi bao nhiêu thì ai mà biết. Chúng tôi lính tác chiến thật sự thì rất ghét cái trò báo cáo, có hàng trăm xác địch được đồng bọn mang theo. Không biết chính xác lực lượng địch, nhưng căn cứ trên số xác bỏ lại và vũ khí sử dụng, thì ít nhất chúng phải là cấp tiểu đoàn. Sau trận này, anh em đại đội 1 được ân thưởng xứng đáng. Anh Hoàng đề nghị thăng cấp đặc cách thiếu úy cho tôi. Và khi về đến hậu cứ là tôi nhận được quyết định do ban 1 đưa. Tháng 11 năm 1965, thiếu tá Lê Hằng Minh thay thế thiếu tá Hoàng Tích Thông. Đồng thời, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến được bổ sung 5 thiếu úy khóa 20 bộ bị Đà Lạt, gồm Nguyễn Quốc Chính, Phạm Văn Tiền, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Quang Minh và Hoàng Như Liêm. Minh và Liêm về đại đội 1 với chúng tôi. 2 tuần sau, tiểu đoàn 2 thay thế nhảy dù để bảo vệ vòng đai thủ đô Sài Gòn. Trong cuộc hành quân ven đô ở Tân Thuận Đông, xã Long Kiển, thì thiếu úy Nguyễn Quang Minh tử trận, trong khi anh còn đi làm quan sát viên trước khi được chính thức là trung đội trưởng. Sự ra đi quá sớm của thiếu úy Minh là một nỗi buồn của lớp sĩ quan trẻ, cùng trang lứa và thấm thía câu cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Những ngày tháng sau đó, Hoàng Như Liêm bị trọng thương trở thành người thật chân giả, phải giả từ vũ khí và giải ngũ. Còn Kiệt và Chính thì lần lượt hy sinh vì tổ quốc, chẳng phải ai cũng coi cái chết nhà tựa Long Hồng. Nhưng sống chết đối với lính tác chiến sao mà nhanh thế, không ngạc nhiên nhưng quá thảm thương, kiếm củi 2 năm thiêu 1 giờ, năm anh thì đi đất 3, loại khỏi vòng chiến 1, chỉ còn lại 1. Khoảng tháng 3 năm 1966, tiểu đoàn 2 dưới quyền chỉ huy của thiếu tá Lê Hằng Minh, hành quân lục soát vùng Tam Quan Bồng Sơn, vẫn lại cái vùng du kích đông bà dai như đĩa đói.
Khi tiến chiếm mục tiêu là ấp chiến lược An Quý, thì bị Việt Cộng bố trí sẵn trong giao thông hào quanh ấp chiến lược. Bên ngoài có hàng rào kẽm gai, bắn xối xả vào đại đội 3 đi đầu, đang dàn quân giữa đồng trống. Không còn cách nào hơn là thủy quân lục chiến phải ào ạt xung phong thẳng vào chiếm mục tiêu. Nhưng đại đội 3 và đại đội 2 vẫn bị cầm chân ngay bờ rào ấp chiến lược. Trung úy Nguyễn Ngọc Điệp, đại đội trưởng đại đội 3, khóa 17 võ bị đã hy sinh. Đại đội 1 đang làm trừ bị liền được tiểu đoàn điều động bọc hông đánh vào sườn phải của Việt Cộng. Trung đội 14 của thiếu úy Hoàng Như Liêm và trung đội 16 của tôi dàn hàng ngang xung phong, chiếm đoạn giao thông hào hắc ám. Mà khi chiếm được rồi mới biết xác Việt Cộng bị xích chân vào gốc dừa, khiến Hoàng Như Liêm bị trọng thương, sau này bị cưa chân, và hai binh sĩ tử thương ngay khi vừa xung phong. Nhưng những người khác thì cứ hét tướng lên, xung phong, khiến lực lượng Việt Cộng ở kháng tuyến chính nao núng rồi phân tán. Đó là thời điểm Việt Cộng bị lưỡng đầu thủy quân lục chiến. Đại đội 2 và đại đội 3 ào lên như nước vỡ bờ. Chiến trường được giải quyết khi trời vừa sập tối. Trong trận này tôi được anh dũng bội tinh với ngôi sao đồng. Tháng 6 năm 1966, sau khi ổn định vụ biến động miền Trung tại Đà Nẵng và Huế, chiến đoàn B gồm tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 283. Từ Gia Đẳng 1 đến Gia Đẳng 2, dòng tiểu đoàn 808 Việt Cộng vào ngã ba sông Định, Bích La Thôn và diệt gọn chúng tại đây. Thiếu úy Nguyễn Tuấn Kiệt tử trận tại Gia Định. Sau đó chiến đoàn A về Huế tham dự mừng chiến thắng rồi tiểu đoàn 1 xuôi Nam tăng phái cho sư đoàn 22 bộ binh tại Quảng Ngãi. Tiểu đoàn 2 tiến Bắc tăng phái cho sư đoàn 1 bộ binh tại Quảng Trị. Sáng 29 tháng 6 1966, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến di chuyển ra Quảng Trị bằng quân xa trên quốc lộ theo thứ tự các đại đội 1, 2 chỉ huy 3, 4. Khi đến cây số 17 thuộc quận Phong Điền thì bị phục kích khiến tiểu đoàn 2 bị tử trận 42 người, trong đó có anh cả Lê Hằng Minh. Sau khi tham dự vào việc ổn định tình hình xáo trộn tại Đà Nẵng và Huế của những kẻ buôn thần bán thánh, thủy quân lục chiến chịu thiệt hại lớn với nhiều nghi vấn. 1. Tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến chuẩn bị ngày hôm sau về hậu cứ để bổ sung và tái trang bị, thì bị sư đoàn được tăng phái vắt chanh thêm một ngày nữa để hành quân lục soát một xóm làng tại Mộ Đức, Quảng Ngãi. Một đơn vị tổng trừ bị mà dùng chỉ để hành quân lục soát thôi ư? Đó là nhiệm vụ của địa phương. Và rồi tiểu đoàn 5 bị đưa vào thế trận đã sắp sẵn, và tiểu đoàn 5 bị thiệt hại nặng nề, tiểu đoàn trưởng tử thương. 2. Sáng 29 tháng 6 1966, tiểu đoàn 2 di chuyển bằng quân xa từ Huế ra Quảng Trị và đã bị lọt vào thế trận phục kích xe ngay trên quốc lộ 1 tại cây số 17, gây cho anh cả Lê Hằng Minh tử trận cùng 41 quân nhân các cấp, chưa kể 95 người bị thương. Tiểu đoàn 2 di chuyển theo thứ tự đại đội 1, 2, đại đội chỉ huy 3, 4. Tôi Lâm Tài Thạnh, trung đội trưởng trung đội 16 đại đội 1 đi xe đầu tiên của đoàn xe. Ngồi chung với tôi có Trung úy Tài, đại đội phó. Đi trước xe tôi là xe jeep của trưởng đoàn quân vận, có nhiệm vụ hướng dẫn và duy trì vận tốc đoàn xe. Khi xe chúng tôi đi qua cầu Phò Trạch khoảng hơn 2 cây số, thì bỗng dưng tôi thấy xe jeep phía trước bật đèn pha và chạy thật nhanh. Tôi quay sang nói với Trung úy Tài. Ê coi kìa, xe jeep kia pha cốt làm gì? Tại sao xe jeep dẫn đầu mà lại chạy nhanh thế? Vừa dứt câu thì nghe ì ầm súng nổ, đoàn xe phía sau bốc cháy. Biết là đoàn xe bị phục kích, nhưng đại đội 1 đi đầu đã lọt vào tuyến phục kích của Việt Cộng. Nên anh Trần Kim Hoàng ra lệnh tất cả xuống xe, chiếm cao điểm và đánh ngược trở lại để tiếp ứng bộ chỉ huy. Trong bài viết này, tôi không đi vào chi tiết trận tiểu đoàn 2 bị phục kích, mà chỉ đưa ra những điều bất thường đầy nghi ngờ như sau. Phần thứ nhất đến đây chấm dứt, xin mời bà con nghe. Phần thứ hai, tức là phần cuối,